Chào mừng các bạn đến với cửa hàng Pestock. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại kháng sinh rất là phổ biến trong chăn nuôi thú y cũng như là thú cưng. Đó chính là kháng sinh Amoxicillin. Cái chữ Nova này là nó cho biết tên công ty thôi. Tên công ty là công ty Anova. Thì thường nó có chữ Nova ở ngoài trước. Cái công dụng của nó chính là đặc trị viêm phổi cấp tính và tiêu chảy. Kháng sinh thì có một số loại kháng sinh nó sẽ đặc trị về viêm phổi, một số nó sẽ đặc trị về tiêu chảy, và cũng có một số loại kháng sinh nó sẽ trị được cả hai. Ví dụ như Amoxicillin này, nó có thể trị được cả hai, và thường người ta sử dụng nó trong những cái trường hợp mà con vật nó bỏ ăn tự nhiên đang bình thường cái nó bỏ ăn, hoặc là ở trong chăn nuôi gà, nuôi heo đồ này kia, tự nhiên ngủ một đêm sáng ngày thức dậy thì thấy con vật nó chết, người ta không biết nguyên nhân nó bệnh gì, thì thường người ta sẽ xài Amoxicillin kết hợp với cái thuốc giảm sốt, giảm đau, tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là paracetamol với vitamin C, thường người ta gọi là para C, hoặc là anagin C. Cái anagin và cái paracetamol đều có tác dụng là giảm sốt. Tuy nhiên thường người ta sử dụng cái paracetamol thì nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ như tại sao paracetamol nó an toàn hơn? Ví dụ như con vật thường là nó có một cái nhiệt độ tiêu chuẩn. Ví dụ như là con heo, nhiệt độ bình thường của nó là 38 độ. Nếu như mà nó lên 39 độ là nó sốt, là cũng bệnh. Mà nó xuống 37 độ thì nó bị thấp nhiệt, nó cũng là bệnh. Thì chúng ta dùng paracetamol, nó sẽ kéo về 38 độ, làm cho con vật bình thường lại hết, nó không còn bệnh nữa. Tuy nhiên nếu như trong cái trường hợp con heo nó 39 độ, chúng ta xài anagin thì vẫn có tác dụng tốt, nó sẽ kéo xuống 38 độ. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà con vật nó bị tụt nhiệt độ xuống 37 mà chúng ta sử dụng anagin là nó tụt luôn xuống 36-35 là con vật cũng chết luôn. Bởi vậy chúng ta sử dụng cái paracetamol nó sẽ an toàn hơn là như vậy. Ok, mình quay lại cái Amox này. Tại vì thường người ta sử dụng Amox này, người ta kết hợp với những cái thuốc bổ trợ khác, giống như là paracetamol, anagin C, rồi hoặc là bromhexin. Brom thì nó có tác dụng long đàm thì mình sẽ giới thiệu ở một cái video khác. Ở đây thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn, nó là dạng bột hòa tan trộn vào thức ăn. Bột hòa tan có nghĩa là chúng ta có thể pha vào nước hoặc là trộn vào thức ăn. Thành phần của nó thì Amox kết hợp với colistin. Thường thì Amox nó sẽ đi chung với colistin. Colistin này nó tác dụng tốt trên hệ tiêu hóa, những cái bệnh tiêu chảy rồi này kia, mình cái thuốc này nó trị được ấy, là nhờ cái colistin này nè. Như vậy thật ra nó không chỉ có Amox không, mà nó gồm có Amox và colistin, Amoxicillin và colistin. Công dụng của nó là trị nhiễm trùng đường ruột, hô hấp, viêm vú, viêm khớp, nhiễm trùng rốm trên heo, gia cầm. Cách dùng gà, vịt, cúc phòng bệnh thì 1g trên 4 lít nước hoặc 1g trên 10kg thể trọng, dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày. Liều trị bệnh thì chúng ta dùng liều gấp đôi phòng bệnh thôi, 1g trên 2 lít nước hoặc 1g trên 5kg thể trọng, dùng liên tục 4 đến 5 ngày. Nhưng mà thông thường thì người ta sử dụng 1g trên 1 lít nước luôn các bạn, tại vì qua đường uống mình xài gấp 4 lần cũng không sao. Đối với trâu, bò, heo, dê, cừu thì phòng bệnh là 1g trên 20kg. Nếu trị bệnh thì 1g trên 10kg. Ok. Thời gian ngưng thuốc trước khi lấy thịt là 7 ngày các bạn. Ok, đây là Amoxicillin. Amoxicillin và colistin, một cái kháng sinh có phổ điều trị rộng, thường hay sử dụng đối với động vật. Khối lượng là 100g. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Chào các bạn.